hôm nay và ngày mai, hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Litva. Và nội dung được quan tâm nhiều nhất là liệu khối này có mời Ukraine gia nhập NATO vào thời điểm này hay không. Ukraine khăng khăng đòi gia nhập NATO vì tin tưởng NATO sẽ bảo vệ mình, trực tiếp đánh nhau với Nga khi Ukraine đã là thành viên của NATO. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Vậy, cái giá của một quốc gia gia nhập NATO là gì? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời đơn giản, bởi vì mỗi quốc gia có những lợi ích và rủi ro khác nhau khi tham gia vào liên minh quân sự này. Tuy nhiên, có thể nêu ra một số bất lợi chung cho các quốc gia khi gia nhập NATO như sau. Đầu tiên là mất độc lập chính sách ngoại giao và an ninh. Khi trở thành thành viên của NATO, một quốc gia phải tuân theo các quyết định và cam kết chung của liên minh, dù có thể không phù hợp với lợi ích quốc gia của mình. Ví dụ, bị ép buộc phải tham gia vào các cuộc xung đột hoặc trừng phạt kinh tế do NATO khởi xướng, mà không được phép tự do lựa chọn. Thứ hai, tăng chi phí quân sự. Theo tiêu chuẩn của NATO, mỗi quốc gia thành viên phải chi ít nhất 2% GDP cho ngân sách quân sự. Điều này có thể gây áp lực lớn cho ngân sách quốc gia của một số nước, đặc biệt là những nước có tình hình kinh tế khó khăn hoặc không có nhu cầu quân sự cao. Thứ ba, làm căng thẳng quan hệ với các nước khác. Khi gia nhập NATO, một quốc gia có thể bị coi là kẻ thù hoặc đối thủ của các nước không thuộc liên minh này, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Điều này có thể gây ra những căng thẳng và xung đột chính trị, kinh tế và an ninh với các nước này, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực và thế giới. Điển hình nhất là Ukraine cố chấp đòi gia nhập NATO và hậu quả là Ukraine hiện đang chiến đấu cho NATO. Cho đến người Ukraine cuối cùng mà vẫn chưa được coi là thành viên chính thức của NATO. Trên mạng mình thấy có rất nhiều tìm kiếm Việt Nam là thành viên của NATO khi nào. Việt Nam chưa bao giờ là thành viên của NATO và trong tương lai nó cũng không thể xảy ra.